Xin chào tất cả các bạn, mình là Vũ Đình Hoan, chủ của thương hiệu Kimmark. Rất vui quay lại các bạn trong video tiếp theo ngày hôm nay và tiếp tục lại chia sẻ cái bữa ăn sau tập. Và như trên TikTok mình thông báo thì tháng 8 mình sẽ đánh men physics. Chính như vậy nên là trong quá trình này mình xả và rất là cầu kỳ. Tại vì là nó chia sẻ với các bạn thật lòng đó là mình sẽ không dùng doping, mình sẽ không dùng steroid và nature, bởi vì mình sẽ có tận 5 tháng thì sẽ có 3 tháng xả và 2 tháng siết. Mình cảm thấy rằng thời gian nó rất là dài. Thứ hai là mình cũng không muốn đánh đổi cái sức khỏe của mình nên là mình sẽ không dùng steroid. Và cái quá trình xả sẽ là cái điều quyết định, cái quá trình ăn sẽ là cái quá trình quyết định đến cái thành quả của mình trong tháng 8 là mình thi đấu như thế nào. Và như đã hứa thì mình sẽ update cũng như là chia sẻ những cái bữa ăn của mình đến tất cả mọi người, những cái bữa ăn làm sao nó đơn giản nhất mà tất cả mọi người đều có thể áp dụng. Và hôm nay chính là một trong bữa ăn đó. Thì các bạn để ý này, mình vừa tập tối, bữa này là tối, bữa ăn này là bữa gần 8 giờ tối rồi. Thì các bạn để ý đây là 150g gà áp chảo. Trong video mình có xem đấy, bạn nhìn thấy gà, mình sẽ làm áp chảo gà cho bạn xem. Chỗ này khoảng 200g tinh bột cơm nhá. Và chỗ này là 200g rau xanh. Các bạn để ý này, đây là mình chọn rau mùng tơi. Rau mùng tơi xào đi thì nó rất là ngon. Và chúng ta tính trọng lượng trên trọng lượng sống nhá. Xào, tại vì mình ưu tiên ăn rau mùng tơi và tất cả loại rau nhớt, đậu bắp. Đấy thì nó sẽ rất là tốt cho xương khớp nhá. Bên cạnh đó thì không thể thiếu đó là 30g ngũ cốc. Đây là loại Get Food X6 dành cho những người muốn tăng cân. Đó, rất là giàu calo. Một lần dùng 30g nhá. Đó, thời gian rồi thì rất nhiều anh em đã dùng ủng hộ mình rồi và hiệu quả rất là cao rồi, mình thấy rất là vui. Đó. Các bạn pha bao nhiêu nước là tùy mình. Đó, bên cạnh đó thì là các bạn lưu ý nhá, pha bao nước tùy mình. Mình lưu ý các bạn. Đó. Rồi. Nó là công nghệ nano siêu mịn nên lắc cái là tan, uống được ngay thôi. Và đây là một quả cam, một quả xoài và một hộp sữa chua. Các bạn có để ý này, một bữa ăn này rất là nhiều đúng không? Nhưng mà trong cái quá trình này xả không ăn nhiều thì các bạn không thể tăng được. Và mình cũng thế, mình tập với cái cường độ rất là cao. Một ngày mình sẽ tập 2 lần, một lần là có thể vào buổi sáng hoặc buổi trưa. Đa phần mình sẽ tập buổi trưa ở trên đội tuyển. Và lần thứ hai là mình sẽ tập vào khoảng tầm 6 rưỡi tối ở phòng tập của mình. Và một ngày mình sẽ tập hai nhóm cơ nên là mình sẽ cần phải một cái lượng ăn rất là nhiều. Đây là một bữa ăn chính và bữa ăn sau tập nên mình phải ăn nhiều hơn bình thường. Các bạn để ý này, bữa ăn sau tập mình sẽ ăn cáp nhanh. Còn những cái bữa ăn còn lại mình có thể là lựa chọn ít cáp nhanh và thêm cáp chậm như là khoai lang chẳng hạn. Thì đó sẽ là những cái tip giúp chúng ta bổ sung đầy đủ dinh dưỡng. Các bạn để ý này, luôn đảm bảo nguyên tắc đầy đủ 5 thành phần quan trọng. Một là protein, hai là chất béo. Đây là mình dùng dầu xào đúng không? Và ngũ cốc của mình có chất béo có lợi. 3 là carbon hydrate. Đó, trong giai đoạn xả chúng ta sẽ ưu tiên cắt nhanh. 4 là chất xơ, rau xanh, hoa quả. Và 5 là vitamin khoáng chất, làm trong tất cả các loại thực phẩm này đều đầy đủ vitamin khoáng chất rồi. Ok, hy vọng rằng là cái video này sẽ giúp ích cho các bạn. Và các bạn hoàn toàn có thể áp dụng cho bản thân mình. Tại vì cơm, rau, hoa quả này và gà này nó rất dễ mua và giá rất là rẻ thôi. Gà này như bản thân mình hiện tại một ngày mình sẽ ăn khoảng 1kg. 1kg mình chia cho 6 bữa thì mỗi bữa nó chỉ có hơn 1 lạng thôi, hơn 100g thôi. Các bạn hoàn toàn có thể mua vào buổi sáng và chuẩn bị cho cả ngày. Như mình làm luôn một phát là 3 bữa. Mình cứ làm 3 bữa một ngày mình sẽ ăn khoảng 6 bữa. Thì những cái bữa phụ mình sẽ ăn khối lượng ít hơn, bữa chính mình sẽ ăn nhiều hơn. Đó, thì các bạn cứ áp dụng như vậy thôi. Ok, chúc các bạn tập luyện hiệu quả và hy vọng rằng cái video này tiếp tục là một nguồn tài liệu tham khảo giúp bạn có thể áp dụng bản thân thành công trong quá trình xả và tăng cân, tăng cơ bắp làm sao cho nó lean, đẹp mà không cần dùng steroid. Cảm ơn các bạn. Cần gì tư vấn về tập luyện dinh dưỡng thì inbox của mình có fanpage. Cần đặt hàng ngũ cốc thì cứ liên hệ với mình qua số hotline và liên hệ với mình trực tiếp cũng được nhá. Cảm ơn tất cả mọi người, hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo nhá.